Hello everyone, my name is Vân. I'm 10 years old. I'm from Quốc Hưng, Thanh Hà, Hải Dương. I'm good today. Các bạn thấy phần mở đầu của cô thế nào? Xin chào tất cả các bạn. Cô là Vân, cô đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc Hưng, Thanh Hà, Hải Dương. Và ngày hôm nay cô Vân sẽ hướng dẫn cho các bạn và trung tâm của mình cách để mở đầu một bài nói, một bài thuyết trình thật là hay nhé. Nào chúng mình cùng lắng nghe. Rất là đơn giản, chúng ta sẽ có 4 câu trong phần mở bài. Câu thứ nhất, chúng mình sẽ nói chúng mình tên là gì. Câu thứ hai, chúng mình sẽ nói chúng mình bao nhiêu tuổi. Và câu thứ ba, mình sẽ hay giới thiệu về trung tâm Quốc Hưng Thanh Hà, Hải Dương nhé. Và câu cuối cùng, đừng quên hãy chia sẻ cho mọi người biết rằng hôm nay mình cảm thấy như thế nào. Câu đầu tiên, chúng mình sẽ có hai cách để giới thiệu về bản thân mình, để giới thiệu tên. Cách thứ nhất, My name is Vân. My name is Vân. Hoặc là mình có thể nói là I'm Vân. I'm Vân. Câu thứ hai, mình nói mình bao nhiêu tuổi. I'm 10 years old. I'm 10 years old. Hoặc mình có thể nói là I'm 5 years old. I'm 5 years old. Với những bạn nhỏ hơn thì mình chỉ cần nói là I'm 5, I'm 4. Tiếp theo mình sẽ nói chúng mình đến từ trung tâm Anh ngữ Quốc Hưng Thanh Hải Dương. Mình chỉ cần đơn giản như sau. I'm from Quốc Hưng Thanh Hải Dương. I'm from Quốc Hưng Thanh Hải Dương. Và câu tiếp theo nữa là gì? Hãy chia sẻ cho mọi người biết cảm nhận của mình ngày hôm nay như thế nào nhé. I'm good. I'm good. Great. I'm great. Or you can say I'm wonderful. I'm wonderful. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng thực hành lại với nhau nhé. Hello everyone. My name is Vân. I'm 10 years old. I'm from